cùng chung các hoạt động ý nghĩa của các tổ chức cá nhân trên toàn quốc, tinh thần nhân ái, lá lành đùm lá rách với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hội Lữ hành G7, hội của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành ở 3 miền Bắc, Trung, Nam đã trực tiếp đến vùng cao Hà Giang để thiện nguyện hỗ trợ một số gia đình nạn nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai. Điểm dừng chân hoạt động thiện nguyện đầu tiên của Hội Lữ hành G7 là xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Tại đây, đại diện của hội đã ủng hộ tiền mặt cho 10 gia đình, trong đó 9 gia đình có hoàn cảnh nhà bị sập do lở đất trong trận bão số 3 vừa qua. Tiếp tục hành trình thiện nguyện, đoàn di chuyển tới thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên. Nhờ được khảo sát trước về nhu cầu thiết thực của người dân, tại đây đoàn đã tặng dầu ăn và nước mắm cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đối với địa hình ở tỉnh Hà Giang, càng lên cao, việc cung cấp nước sạch cũng như thiết bị trữ nước của người dân ở các bản xa còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Biết được thực tế này, đoàn đã tặng 14 inox chứa nước sạch cho 10 hộ khó khăn nhất tại xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn. Được tặng đúng thứ đang cần, các hộ dân thể hiện sự vui mừng, cảm động. Trước đây thì gia đình hứng nước mưa để dùng, nhưng mà bây giờ có cái bể này là giúp bà con nông dân ở đây có cái bể chứa nước cho gia đình nó tiện dùng nước và nó đỡ khó khăn hơn. Những cái dụng cụ như thế này thì trước đây là bà con là phải đi gùi từng can nước về dùng. Đấy, bây giờ có tép thì có thể là tít nước và sử dụng lâu dài. Chúng tôi cũng vận động từ cái thiện nguyện của G7 các anh em góp vào. Đây là một trong 4 cái điểm thiện nguyện trong cái hành trình đến với Hà Giang. Đó là tặng 10 cái bồn chứa nước. Và tôi hy vọng rằng là trong những cái chương trình tiếp tới Hà Giang trong đợt 2 thì biết những cái khó khăn của các bà con thì chúng tôi sẽ cố gắng lan tỏa nhiều hơn nữa để cho bà con ổn định cuộc sống. Điểm thiện nguyện cuối cùng của đoàn là điểm trường Bản Chuối, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Do điều kiện còn nhiều khó khăn nơi vùng cao, trường mầm non và lớp 1 học chung một nơi. Thiết bị việc dạy và học còn nhiều thiếu thốn. Tại đây, Hội Lữ hành G7 đã dành tặng 4 inox chứa nước, quà và trang thiết bị, đồ dùng thiết yếu cho thầy trò nơi đây trị giá 80 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ dù chưa phải là nhiều, nhưng đó là nghĩa tình, là sự sẻ chia của Hội Lữ hành G7 dành cho đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn. Đó còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để thầy trò các nhà trường nơi đây vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Đoàn du lịch G7 này đã đến động viên, quan tâm và chia sẻ với nhà trường. Thì với cá nhân em cũng như các cô giáo và các cháu học sinh, các cháu học sinh ở điểm trường Bản Chuối rất là cảm ơn đoàn và coi đoàn đã giúp đỡ chúng em thì có tác động rất là lớn. Thì nhờ đó mà đoàn đã chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ những cơ sở vật chất thì tạo cho động lực nhà trường có những cái chăm sóc về mọi mặt cho các cháu được phát triển hơn. Hoạt động thiện nguyện luôn là việc nên làm để xã hội ngày một tốt đẹp hơn, nhiều nghĩa cử, nhiều tấm lòng nhân ái hơn. Nhưng để có hiệu quả thiết thực trong hoạt động này thì mỗi tổ chức hay cá nhân đều có cách làm của riêng mình. Trong sự nỗ lực đóng góp của tất cả anh em là thành viên của Hội Lữ hành G7 đã đóng góp để chúng tôi có điều kiện để đến với bà con nghèo ở tỉnh Hà Giang. Trong đó có những cái điểm sạt lở do mưa bão vừa rồi, có những cái trường mà đang còn nghèo, học sinh đến trường đang còn gặp khó khăn. Và những cái điểm xã nó dân đang rất nghèo và đang cần sự hỗ trợ chung tay của bà con. Thì chúng tôi đã đến được 4 điểm của tỉnh Hà Giang trong vòng 4 ngày qua. Thì cái sự đóng góp của anh em của những người làm du lịch cũng là một cái mang lại một cái điểm nho nhỏ đối với bà con. Chúng tôi không thể giúp được nhiều hơn nhưng mà cũng là một cái để giúp bà con vượt qua những khó khăn hiện tại, xây dựng lại và củng cố lại cái cuộc sống, tạo ra những cái cuộc sống mới hơn, tốt hơn, mang lại hạnh phúc cho bà con nhiều hơn. Cũng trong khuôn khổ chuyến đi khảo sát và thiện nguyện tại Hà Giang, Hội Lữ hành G7 đã gặp gỡ, trao đổi với các nhà chức trách địa phương, đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất xác đáng, như cam kết giảm giá thành dịch vụ, phong phú sản phẩm du lịch, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường du lịch trải nghiệm, có chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư. Có như vậy mới thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và sớm thu hút khách du lịch trở lại với Hà Giang. Đây cũng là cách tạo ra nhiều việc làm và giúp cuộc sống của người dân nơi đây ngày một tốt hơn.